Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Mọi người gọi anh là Hải Chi, đến từ OTD. Yeah, anh gặp em lần đầu tiên khi chi ông cả hai còn non trẻ. Tâm hồn anh cả chua và em là trái trên cây còn ngon nghẻ. Kể từ ngày hôm đó cứ mang theo những suy nghĩ bị mìu. Một phần dành cho nhạc, còn dành về em thì tỉ tỉ đồ ta. Chen nhau giữa phần thanh xuân ôm lấy nhau từ một lần nhanh chân. Khi mắt anh như ánh nắng thì nụ cười em như là vầng thanh vân. Nếu cuộc đời là tờ vé số, anh muốn mình phải chung số phu thê. Ta bên nhau trong vô thức bị tình yêu gia vào một cõi u mê. Đôi khi quên mất đi, chiếc đồng hồ của anh không quay ngược lại. Tâm trạng như con chim bị bắt đột ngột không còn được bay được chạy. Đẩy em vào suy nghĩ trên một đường ray trượt. Mãi bên khi trái tim biết yêu khói ốc như quên điều hay đường chạy. Nhiều nguồn cảm hứng, anh nói ra miệng như thể em là vốn cả đời anh. Đúng anh nghĩ mỗi ngày như thế, để vũ trụ sẽ trả lời anh. Lý do con người tồn tại là vì tình yêu chưa thể nào ngừng. Mặc nhau mà khép nín thở bình tai, nhưng trong lòng ngực vẫn luôn trào dâng. View vào cái micro những điều tuyệt vời, có thể nghe thấy người nếm chạm đúng một ngày gấp đôi. Hai giờ dùng tim cảm nhận để gửi đến bạn. Tay yêu nhau mình trong tâm trí, anh như đang tay trong cầu kỳ, luôn mang em theo trong suy nghĩ. Yeah. Vì tình yêu là cảm nhận, không phải xác nhận.